Liên quan đến vụ nam nhân viên bảo vệ khu dân cư bị tài xế taxi tông tử vong, cơ quan chức năng xác định tài xế có nồng độ cồn kịch khung. Trong khi đó, nạn nhân có hoàn cảnh gia đình khá khó khăn, có hai con còn nhỏ, một bé 3 tuổi, một bé chỉ mới 3 tháng tuổi. Hiện tại, khu đô thị nơi nam bảo vệ từng làm việc, hàng trăm cư dân cùng các tổ chức đã quyên góp để giúp đỡ cho gia đình nạn nhân. Ngày 28 tháng 3, tài xế Trịnh Bá Trọng sinh năm 1984, ngụ huyện Gia Lâm, Hà Nội, điều khiển ô tô biển số 29E01242 đổ ở nội khu đô thị Vinhome Ocean Park sai quy định, bị anh Vũ Trung Dũng sinh năm 1997, nhân viên bảo vệ sử dụng khóa bánh xe để xử lý. Sau khi Trọng ra xe, bảo vệ đã mở khóa và yêu cầu tài xế này viết cam kết không đổ xe trái quy định. Tuy nhiên, Trọng không chấp hành mà lái ô tô đi. Anh Dũng sử dụng xe máy đuổi theo, yêu cầu dừng ô tô lại xử lý theo quy định. Tài xế trọng không dừng lại mà lái ô tô đâm vào xe máy gây tai nạn khiến anh Dũng tử vong. Ngoài ra chiếc taxi còn va chạm với hai ô tô gây hư hỏng phần đuôi xe. Khi lực lượng chức năng có mặt, nam tài xế không hợp tác, nhiều lần không chịu thổi vào máy đo nồng độ cồn. Kết quả xác minh đồng độ cồn là 0,454mg trên 1 lít khí thở, vượt mức xử lý kịch khung theo quy định tại Nghị định 100 là trên 0,4mg trên 1 lít khí thở.